Cho đất nước bốn mùa thêm xuân, còn đôi thiên sáng tỏ xa.
cùng Chúa giáng sinh, sáng vào lành tộc phúc lành quyền cao. Kim sa ủy màn sao dương chương, Chúa giáng đồng thoang thoảng mùi hương hồng hào sáng khắp bốn phương. Đình đình bong bong
tê tinh gia uy sát quỷ trừ tình quan lớn chóc tà sa loạn thánh gia nguyên cai trên ngàn giám sát nguyên cai thống chi trên địa sắc khẩn sai đại thần thánh gia thái tử đệ tam chân long long dài quan lớn cầm quyền mà thánh tôi linh linh
lệnh truyền thoại bộ sinh sinh trình trình tề đại gia minh quan dạo biển chân chân gia ninh một chiến
văn đàn. Chính sự tích vương quan hoàng thái tử con vua thủy quốc.
diện mạo cùng sôi, tôn quan gia xuất phù
trời chơi vũ phong quyền quan đệ tứ oai hùng dày và thạch gia hồi cung ai lập tiếp tung hoành hoành qua lớp tuần tuần người giao uy lập lập liền
Lại á.
Trời xa năm năm tháng nỗi đau vô
tình mồ cho dứt mê.
thân hôn khẩn đạo đăng nhang phụng thờ trong kinh có chữ Nam Mô. Có chữ Nam Mô trong kinh có chữ Nam Mô Hoàng Giang Ngự Đồng Hoàng Về có phép thần thần thông. Văn sứ dâng lên thượng lại, văn sứ dâng lên là hoàng bụi tâu đôi đàn xuyên long thành cung phù đệ tử trường sinh. Của nhà phú quý khang linh thọ trường phê cho trắng kiệt đôi đường cung phù đệ tử đường đường hành thông đồ cho sở nguyện lòng lòng tâm. Trong hoan lại nhớ ơn người tiệc về đông tới còn nhớ ông Hoàng Mười lại nhớ ông Hoàng Mười Nghệ An hồn quân chuông chén rượu đào nhất tuần dâng lên đề ngọc kính vua kính mẫu các cô nâng môi là mời rước quan hoàng mười sơi xin nâng mời rước quan hoàng mười. Nước mô xanh
bằng nơi thành độ dinh quan bái Phật tuyên kinh có
Việt. Tình 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 t
trước cộng đồng Phật là thánh chứng minh chân người bước tới nơi đâu đi gieo mầm mầm nhân nhân đi nghĩa mặt bằng câu vinh vinh hoa những sông kinh sông kinh long lanh ngân
xin đại hội hội trưởng. Chị chỉ lời nói